Xin chào mọi người, mình là Văn Văn nè. Nghỉ lễ mọi người đi đâu chơi chưa nè? Mình thì sáng nay mình đi câu cá. Hên sao á, câu được một cá siêu to khổng lồ. Rồi rồi, mời mọi người vào bếp với Văn Văn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách phi lê cá hồi nha. Những ai chưa biết á, thì chúng ta có thể coi để học cách phi lê cá hồi ngon hơn. Còn những ai biết rồi á, thì góp ý giúp mình nha. Rồi, bây giờ mình bắt đầu nha. Do cá hồi này mình câu ở bên Đại Tây Dương á, nên là nó còn hơi bị cứng cứng. Nên bây giờ mình sẽ phân lô cách khúc với của chúng ra nha. Ok, cái khúc này cách cứng quá bà con ạ. Trời ơi, cách chạy chật luôn á. Lần đầu tiên mà mình ăn nguyên một con cá hồi to vậy luôn á. Hên sao rồi sáng đi sao câu sao được có chứ. Trời ơi, ngồi câu cả buổi sáng văng câu mới được đó. Rồi, khúc này là cái tảng này thì mình để riêng ra để mình làm sashimi. Thật ra cái con cá thì rất là tươi do được nhập khẩu mà theo dạng đông lạnh, không cứng, không đông đá, không ngâm đá, nên là thịt nó rất là tươi. Tôi là một tín đồ cực kỳ thích ăn sashimi cá hồi luôn, nên là bằng một thế nào đó thì tôi đã có được một mâm cá hồi mình rất là phấn khích nha. Ai một cá hồi đi. Rồi rồi, nội dung chính câu chuyện của chúng ta đã đến đó nè. Rồi chúng ta dùng dao thật sắc nha. Chúng ta sẽ khứa cắt phần thớ thịt của cá hồi ra. Các bạn cắt mỏng mỏng thôi, cắt xéo xéo á, do mình ham ăn quá nên mình cắt hơi dày nha. À, trước khi bạn cắt á, bạn lên nhúng sơ với chanh nha, để đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ cái bụng của mình nha. Rồi, ăn chung với cá hồi thì chúng ta nên chuẩn bị một ít lá tí tô nè. Rồi củ cải trắng chúng ta bào sợi và ngâm với nước muối và một ít chanh cho khử đi vị hăng của nó đó. Rồi chúng ta sẽ không thể thiếu được mù tạt nè. Đó, chúng ta ăn cùng với bỏ ít mù tạt vô với tương nha, tương Nhật ấy. Rồi chúng ta theo cách đúng của Nhật đó là chúng ta sẽ bỏ một xíu mù tạt cuốn cùng với cá, sau đó chấm vào tương, một ít tương thôi để đảm bảo nguyên vị của cá hồi nè. Trời ơi, cái vị nó hăng lên, trời ơi, tuyệt cú mèo quý vị ạ. Trời ơi, đó, nhìn cái thớ thịt nó ngon không, rất là tươi luôn. Giờ tôi ngồi chỉnh sửa này, cái video này á, mà trời ơi, muốn uống nước miếng luôn, trời ơi. Thôi thôi, nhắc mông lên đi câu cá với tôi đi, tôi cho địa chỉ cụ thể nha. Vậy nha, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha, bye bye, hẹn gặp lại nha.